Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước. Tội nghiệp chứ. Mình xuống cho mình vào đâu mà dĩ cổ bẹp hồng nữa mà phá cho tấn ban đây cái sập cái giường của thầy ngủ rồi cũng phá luôn tủ sắt tủ đồ chứ làm cho bể luôn hả, khiếp chưa, dễ sợ chưa. Trời đất ơi, cưa này, cái cột nhà người ta như vậy đấy mà cưa này phá sạch đấy nè, bây giờ ở đâu đấy trời, tội nghiệp chứ. Ui da ôi, mô Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tan hoang. Đây, đây là cái đất nông nghiệp đấy. Đất nông nghiệp thôi, ta làm nhà tạm thôi mà. Người ta làm nhà tạm ở đấy chứ. Đâu có phải làm gì mà nói trái phép luật đâu. Đấy, xung quanh đây, đây xa xa nhìn đây. Nhà dưới kiên cổ dưới này cũng là đất nông nghiệp. Xung quanh đây là chỉ có đôi núi không, không có nhà, nhà xa xa đấy. Đây quý vị thấy đấy. Đấy, xa xa đấy. Đây quý vị, đây cái nhà, họ nhà lớn đấy đấy. Đấy. Đấy xa xa. Rồi đi đây, đi lên đây nó ra ra mình nói, đi lên đây nó nói. Rồi rồi được rồi. Rồi mấy người thấy không? Thấy à, thấy mấy người thấy không? Này. Không phải thật sự thế. Thả đó, rồi tao bỏ đừng có